Tối qua ngày 19 tháng 4 tại khu du lịch sinh thái cộng đồng bản Năng Cát Thác Ma Hao, Ủy ban nhân dân huyện Lang Chánh đã long trọng tổ chức lễ hội Chí Linh Sơn năm 2024 và chương trình nghệ thuật Vang vọng Chí Linh Sơn. Dự lễ có đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các ban sở ngành cấp tỉnh, huyện Lang Chánh cùng đông đảo nhân dân và du khách. Lễ hội Chí Linh Sơn năm 2024 diễn ra với chuỗi các hoạt động như cuộc thi người đẹp trong trang phục dân tộc Thái Mường, hội thao với các môn bóng chuyển hơi, kéo co, ném còn, trưng bày và giới thiệu sản phẩm truyền thống. Các hoạt động được tổ chức nhằm bảo tồn phát huy giá trị văn hóa danh làm thắng cảnh trên địa bàn xã Trí Năng nói riêng, huyện Lăng Chánh nói chung, đồng thời giới thiệu, quảng bá những nét đẹp về truyền thống quê hương, giới thiệu về thiên nhiên, bản sắc văn hóa và đẹp của đất và người Lang Chánh. Ngay sau lễ khai mạc, các đại biểu nhân dân và du khách đã được thưởng thức chương trình nghệ thuật với chủ đề Vang vọng Trí Linh Sơn gồm các tiết mục sân khấu hóa, tưởng nhớ công lao to lớn của anh hùng dân tộc Lê Lợi, Lê Lai và Nghĩa quân Lam Sơn, cũng như những đóng góp của nhân dân các dân tộc huyện Lang Chánh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ non sông đất nước. Lễ hội Chí Linh Sơn là dịp để các thế hệ con cháu tưởng nhớ tri ân công lao trời biển của Đức Thái Tổ Cao Hoàng đế Lê Lợi và Nghĩa quân Lam Sơn đã có công đánh đuổi giặc binh xâm lược, giành lại non sông xã Tắc. Chương trình cũng tạo điểm nhấn để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào phát triển du lịch khơi dậy khát vọng phát triển kinh tế xã hội từ du lịch cộng đồng của đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện lang chánh